Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Bá Hùng Audio. JBL như chúng ta biết thì JBL luôn là một trong những cái thương hiệu dẫn đầu về các cái sản phẩm nghe nhạc và những cái sản phẩm loa pro, ví dụ như loa dành cho biểu diễn hoặc những dòng loa dùng cho các cái phòng thu. Đó là những dòng loa pro hay còn gọi là những dòng loa chuyên nghiệp. Những cái dòng loa dành cho studio của JBL thì luôn được đánh giá cao bởi sự trung thực, bởi cái chất âm chính xác, chuẩn chỉ của những dòng loa JBL. Những dòng loa JBL mà studio thì đến nay vẫn có một cái chỗ đứng vững chắc trên thị trường, dù những cái dòng loa JBL mới hoặc là những dòng loa đời mới khác ra đời nhiều, nhưng với tầm tiền chúng ta có thể so sánh ngay những dòng loa cũ với tầm tiền như như vậy mà chúng ta mua loa mới thì nó sẽ được những cái dòng loa gì và chất âm nó mang lại có được thực sự là như chúng ta mong muốn hay không. Đó. Trước mắt chúng ta là cặp loa JBL 4425. Đây là một dòng loa kiểm âm chất lượng cao của JBL với giá thành hiện tại nó có giá dao động từ trên 30 tới 34 triệu. Như cặp trước mặt chúng ta là hàng đẹp xuất sắc thì giá là 34 triệu, còn có những cặp tình trạng xấu hơn, kém hơn thì có thể là giá sẽ rẻ hơn. JBL 4425 thì với cái mức giá tiền tầm hơn 30 triệu, chúng ta có thể so sánh được những cái dòng loa mới, ví dụ như những dòng loa cây cột, loa xem phim của JBL hoặc những dòng loa khác, mà những cái dòng loa tầm khoảng hơn 40 triệu thì chắc chắn cái chất âm của loa mới nó sẽ không thể đáp ứng được như là cái cặp loa JBL 4425 này. Và đây là một cái cặp loa có mức giá rất ổn định. Cặp loa này thì với tầm giá trên 30 triệu một chút thì chúng ta ngó nghiêng đâu đó thì có là 166, là 112, là 100 Century. Với những các cái dòng đó thì 4425 từ trước đến giờ vẫn là một cái dòng chiếu trên. Nó có đầy đủ hội tụ của một cặp loa lớn, mặc dù là bass 30 nhưng nó có hơi hướng của một trong những cái dòng loa lớn. Bass 30 gân vải xếp, em xin lỗi, gân mút và màng giấy lòng bass rất sâu, chúng ta có thể nhìn thấy đây. Lòng bass rất sâu đúng không ạ? Lòng bass sâu như thế này thì chúng ta sẽ có một cái dải âm trầm sâu, chậm và lực đúng không ạ? Lòng bass sâu. Những em nào thích chơi dải trầm tốt thì chúng ta nên lưu ý chọn những dòng loa có cái lòng bass sâu như thế này thì sẽ cho một cái dải trầm đảm bảo là anh em sẽ thích. Tiếp theo thì chúng ta có thể thấy là bên trên là một cái loa chép. Loa chép của JBL thì có rất là muôn màu, nhiều loại loa chép, đặc biệt là những dòng loa chép tai voi. Đây gọi là chép tai voi. Là một cái tên mà rất dễ để anh em đọc cho nó gần gũi, gọi là chép tai voi. Tại sao lại gọi là chép tai voi? Bởi hai bên cái hướng âm của loa nó nhìn hình dạng như là những chiếc tai của những chú voi. Đó, thì chúng ta cứ gọi đơn giản là chép tai voi để cho dễ hình dung, đúng không ạ? Với những cái thiết kế của loa chép như thế này thì chúng ta sẽ có một cái hướng âm tốt nhất và để đi tới tai người nghe. Ở đây là một cặp loa hai đường tiếng nhưng chúng ta có thể thấy là nó sẽ vẫn đầy đủ hai cái tinh chỉnh cho chép và cho mid. Điều này chứng tỏ là phân tần được làm rất kỹ càng, hai đường tiếng nhưng có thể can thiệp được cả mid và chép, thì chứng tỏ là phân tần làm rất kỹ. Đây là sẽ là một cái cặp loa rất là hay và em sẽ có một cái clip riêng để chúng ta xem nội thất bên trong, xem phân tần, xem củ loa của nó đảm bảo rất gấu luôn. Cặp loa này thì đẹp xuất sắc luôn, hai bên vỏ gỗ, hồi gỗ các thứ còn đầy đủ đẹp, ngày càng còn rất là đẹp luôn. Zin JBL 4425 thì sử dụng cái cọc loa là cọc bắp chuối để chúng ta kết nối cho dễ dàng. Nó cũng có hai dạng cọc, cọc bắp chuối là cọc đời sau được nâng cấp, còn cọc trước là nó bấm dạng như là JBL 112 hoặc là em xin lỗi là 4312. Em sẽ đưa ra một vài cái thông số để chúng ta có thể lựa chọn âm ly phối ghép với dòng loa này.
thì chúng ta nên phối ghép với những dòng âm ly. Trước hết là em sẽ đưa ra một vài thông số. Âm ly loa JBL4425 thì được ra đời từ năm 1985 đến năm 1989. Từ năm 1985 đến năm 1989, sở hữu là bát 30. Bát 30 có ký hiệu là 2214H và một loa chép tai voi. Loa thì có trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 dB, công suất tối đa là 200W. Với những cái cặp loa như thế này, từ những năm 1985 đến năm 1998, em xin lỗi, 98 nhé, thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng âm ly của Marantz, những dòng âm ly chạy xò sắt, những dòng âm ly của Acouphe, những dòng âm ly của Lachman đều có thể phối ghép rất là tốt, thậm chí là những dòng âm ly đờ đông cũng đều có thể khai thác được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với tùy từng đôi tai của chúng ta. Khi chúng ta ghép với Lachman thì nó sẽ cho cái dải âm mềm mại nhẹ nhàng, nhạc trữ tình ngọt ngào êm ái. Còn với những cái dòng như là Marantz hoặc đờ nông thì nó sẽ thiên về cái dải trầm. Marantz thì còn lợi phần trung âm và lợi dải trầm, nhưng đờ nông thì khá cân bằng các dải, nhưng đặc biệt dải trầm chắc gọn lực. Nếu như anh em nào thích chơi nhạc nhanh, nhạc mạnh thì đờ nông là một sự lựa chọn rất tốt. Còn nếu như chơi Acouphe thì là nó là khá là hài hòa và cân bằng. Nhưng đa phần ở Việt Nam chúng ta chơi là chơi nhạc vàng, cho nên là anh em vẫn hay ghép với Lachman đó. Nhưng nó sẽ tùy theo khẩu vị của mỗi người, tùy theo sở thích của mỗi người mà chúng ta sẽ lựa chọn âm ly sao cho phù hợp. Với những dòng âm ly loa như thế này thì chúng ta dễ dàng lựa chọn những dòng âm ly có công suất là từ khoảng độ mỗi kênh khoảng 50 đến khoảng 100W thì chúng ta có thể khai thác tốt rồi. Loa này có công suất mắc của cặp loa này là 200W mà, cho nên là chúng ta chỉ cần lựa chọn những âm ly nào có trở kháng là 8 ohm mà có công suất từ 50 đến 100W là có thể phối ghép tốt. Trên đây là cặp loa JBL4425, một cặp loa rất hay trong tầm tiền giá 34 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Bà Hùng, số điện thoại là 0978 263 263. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi kênh.